quay về. À, nhấn nút đi, nút báo hiệu ra rồi. Làm sao cốp xe, cốp xe ra. Kiểm tra báo hiệu ra. Đây. Mở nắp đi ra trước. Kéo ra. Xe nào á, rồi chạy về đi, chạy về, chạy xe khác về đi, báo được xe khác đi thôi, rồi xe khác đi lên trên chỗ chân con để chạy về sân bay. Mấy giờ qua lên đây quen ngõ gì đi tàu về sớm sớm rồi nha. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bật chế độ để im lặng không nghe đâu, bật bật chế độ loa ngoài trời lên. Lo về quét thôi, chứ trước thì để tối nhá. Cảm ơn chưa? Đi về sân bay, đi về đâu sẵn. Lại cho tôi đứng. Rồi, cục cái đầu máy tàu đi. Không như một loa mà, từ này như là cái loại xe nào. Lấy xe ma xe sát lại, sát lại cũng có một xe cầu, nghĩ là nhờ xe cầu đại đấy, xe sát lại đi, đi sát lại có xe cầu. Rồi xe này ok đi, xe màu đỏ ok đi, ok cũng là ok đi, đồng ý đi. Rồi đưa ra, rồi ra cái sát chạy ra kia dừng đi. Rồi lấy xe mới cầu đi, rồi hết rồi, được rồi. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Để con móng đẹp thế. Lại múc luôn. Đây, cho bạn múc đi. Múc đâu? Đây. Bạn được. Để mấy mũ đang đi à? Chào mấy múc nha. Thắm sau chưa không? Mưa lắm, ướt không làm được nha. Máy lưu máy múc này. Quay ao nó bẩn này. Hôm nay đất đi vàng rồi. Đúng. Đất vàng. Có thấy cái chú để chân lên cái tay nải. Đến nhỉ? Thì cái đất như màu vàng rồi. Đó, bạn nè. Con bò, ít chân bò, ít chân bò to, bò không đi, chỉ
đọc cái bò có đứng dậy đi luôn. Kì. Trời ơi. Nghe nát chân tà à. Trời ơi. Ôm lấy cái đường đất rồi. Ở trong cái mũ này. À chú đang múc đây xem mày múc. Anh là ban đi trên tê coi đi. Trên tê cá. Để xem tù. Cô về trên đây. Ở đây xem năm đường trắng tinh luôn này. Trắng là đường này ta. Đâu? Đây. Đây người đây người ta đổ đá. Mà người ta đổ đá lên rồi. Mấy chú to nhỉ? Đúng. Cái gầu to đây đây. Cái gầu to với múc nhanh. Có múc nhanh. Đúng. Đánh gì cho chú? Ôi đi sang đây. Cao thế làm gì? Ở bên
đây, quay thật bên đây. Quay bên đây. Quay thật bên con thì quay lại. Đấy, quay bên đây. Con đừng quay bên kia là con trái. Con bố làm. Quay bên đây được không? Ba phòng tinh tra nên là phải chuẩn bị bài.